Xin chào quý vị và các bạn. Ngày thứ bảy cuối tuần nhưng nắng nóng vẫn đang gia tăng và tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng tới khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong đó khu vực Tây Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ là những nơi cần lưu ý vì có nắng nhiều và nền nhiệt cao. Dự báo mức nhiệt cao nhất ngày ở các khu vực này trong hôm nay phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất là trên 39 độ. Cùng với nắng thì trời khá khô do độ ẩm tương đối thấp, và thấp nhất ngày phổ biến từ 45 cho đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 đến 17 giờ. Còn tại phía Đông Bắc Bộ, nắng nóng cũng mở rộng phạm vi ảnh hưởng khiến xuất hiện một số điểm nắng nóng cục bộ như tại Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, mức nhiệt là 36 độ. Các khu vực khác bao gồm cả thủ đô Hà Nội trời nóng và oi với nền nhiệt cao nhất ngày phổ biến từ 32 đến 34 độ. Với các tỉnh Trung Bộ, khu vực từ thành phố Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời nắng nhưng cường độ thì không quá gay gắt với nền nhiệt cao nhất hôm nay phổ biến từ 31 đến 33 độ. Nắng cũng là trạng thái thời tiết trong ngày cuối tuần tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Mức nhiệt cao nhất ngày sẽ dao động từ 30 cho đến 33 độ tại vùng cao nguyên và từ 32 cho đến 35 độ với các tỉnh thành thuộc Nam Bộ. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ thì trời nóng, độ ẩm cao sẽ mang đến cảm giác oi và nóng trong khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều. Về chiều tối, mưa dông sẽ xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, do gió Tây Nam đang giảm dần, vì thế diện mưa ở trên cả hai khu vực cũng có xu hướng giảm. Mưa xuất hiện rải rác, tuy nhiên vẫn cần đề phòng với dông sét và gió giật mạnh trong cơn mưa. Trên biển, khu vực phía Nam của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Mưa rào và dông ở mức rải rác, tầm nhìn xa thấp từ 4 đến 10 km. Trong khi đó, tại khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió nhẹ, sóng thấp, biển lặng và không có mưa dông. Như vậy là trong ngày cuối tuần, khu vực Tây Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ vẫn là nơi có nắng nhiều, nhiệt cao nhất cả nước. Thời tiết không thuận lợi, quý vị nên cân nhắc khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên từ hôm nay 23 tháng 4, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, thậm chí là cả khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất xấp xỉ 39 độ. Còn tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, từ ngày mai thứ Bảy 24 tháng 4, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ, có nơi xấp xỉ ngưỡng 35 độ, trời nóng với độ ẩm tương đối thấp, thấp nhất ngày là từ 45 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 đến 17 giờ. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến hết ngày 25 tháng 4. Sau đó từ tối 25 tháng 4, không khí lạnh phía Bắc sẽ lại tiếp tục ảnh hưởng khiến thời tiết Bắc Bộ chuyển dần sang trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng thời tiết nguy hiểm kèm theo như lốc sét và gió giật mạnh. Mưa sẽ còn tăng hơn trong ngày 26 tháng 4, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, đặc biệt là khu vực Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ. Cùng với mưa thì nền nhiệt sẽ giảm đáng kể từ 4 đến 6 độ, trời chuyển mát. Tương tự như thời tiết miền Bắc, khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có nắng nóng từ nay cho đến hết ngày 25 tháng 4. Sau đó từ ngày 26 tháng 4, do hệ thống gây mưa phía Bắc di chuyển xuống, nên khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình cũng bắt đầu xuất hiện mưa dông rải rác và cần phải đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Do có mưa nên nắng nóng tại các khu vực này sẽ tạm thời giảm. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày mai 24 tháng 4 do sự hoạt động của gió Tây Nam thì vẫn còn, nên mưa dông sẽ xuất hiện nhiều. Một số điểm xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Sang ngày 25-26 tháng 4, mưa giảm dần và sẽ lui về cuối ngày. Trên biển, từ chiều tối và đêm 25 tháng 4 tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng dông lốc và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, thịnh hành gió Tây đến Tây Nam mức cấp 3 cho đến cấp 4, gió nhẹ. Nhưng mưa dông thì lại gia tăng, khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, cần đề phòng lốc xoáy và gió mạnh tiềm ẩn trong cơn dông.